Anh ơi, sao anh xe này, anh ơi, xe xịn này phải cho em nhá. Đừng có vứt xe. Cái xe này anh bán rẻ, gần có ta để lắc mà không ai mua em ơi. Ừ, thế đó, thì anh review cho em xem nào. Ok, để anh nói qua xem em có mua được không nhá. Vâng. Còn đây là Galaxy TCV18 anh em nhá. Một chiếc xe đạp đua tay để lắc đây. Nhìn sơ qua chiếc xe được thiết kế rất là nhỏ gọn và nhẹ nhàng. Lại còn có trang bị khung hợp kim nhôm nữa anh em ơi, giúp chiếc xe lướt gió hơn và nhẹ hơn. Tuy nhiên vẫn rất là chắc chắn nhé, với cái mối hàn vải cá cũng như là dây điêm sườn này, chiếc xe rất là gọn gàng. Xe đạp đua nhưng nó còn có trang bị cả phanh địa cơ anh em ơi, rất là an toàn cũng như là xịn. Đùi đĩa của Brogil 2 tầng cũng như là bộ chuyển tốc của Shimano Tourney TZ anh em ơi, tăng tốc độ thì vô cùng mượt cũng như là tăng độ chính xác của chiếc xe. Với một chiếc xe đạp đua thì lít 7 tầng mình nghĩ cũng khá là ok cũng như là đáp ứng mọi nhu cầu di chuyển của anh em rồi nhé. Bản lốp là bản lốp 725C, chính hãng của CST anh em nhé, bao trớn. Có khóa mở cầu yên dễ dàng em nhá. Với bạn nào có chiều cao 1m45 mình nghĩ vẫn là đi được khi mà để kịch xuống như thế này. Hơi xấu một chút nhưng mà với chiều cao thấp thì mình phải chấp nhận thôi. 1m45 nhé. Rất là ngon. Ủa thế ngon ngon anh. Ừ. Ngon thế giá bao nhiêu anh? Con này có chưa tới 5 củ có 4 củ 9 thôi em ơi. Quất được không? Ui, quất luôn anh, ngon quá. Mày quá có ông em. Nhận lớp em luôn. Nhận lớp con người anh nhá. Vâng. Bye bye em nhá. Vui em.